Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hoa Mai Chủ. Đang đi trên đường thì bắt gặp một đám binh lính bắt nạt một cô gái và một cụ già. Bây giờ Hoa Dung Đế Quốc đang liên hiệp với Kỳ Lỗ Đế Quốc chống lại Ao Lan. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện tại giao giới của hai nước nên bọn chúng nghi ngờ hắn là gian tế. Niệm Băng cũng đáp trả, hắn ở nước khác đến làm sao biết được chính sự của hai nước này. Hay là bọn chúng nóng lòng đuổi hắn đi để tiện ức hiếp hai cha con nhà họ. Lời này khiến tên lính tức giận rút vũ khí tấn công. Niệm Băng xuất mũi tên băng ra trả đòn khiến tên kia bị ngã lăn quay ra đất. Niệm Băng giơ tấm thẻ lệnh bài ra trước mặt tên đội trưởng và tự giới thiệu mình là ma pháp sư của một công hội ma pháp sư băng nguyệt đế quốc. Vậy nhưng tên đội trưởng không tin, hắn cho tấm thẻ lệnh bài đó là đồ xả lụm ở ngoài đường. Vừa rồi Niệm Băng còn tùy tiện đánh trọng thương một kỵ sĩ, vậy nên hắn nhất quyết không để cho nam chính rời đi dễ dàng như vậy. Thế là nam chính đành phải phản công đánh cho đám kỵ sĩ nằm lăn lóc, cứ tên nào lao lên là bị hất ra. Niệm Băng tạo ra vô số quả cầu lửa từ trên bầu trời rơi xuống phát nổ. Động tĩnh gây ra quá lớn, thu hút một đoàn kỵ binh đi tới. Bọn chúng tiến hành bày trận. Xem hành động liền nhận ra đám này là đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh. Hắn muốn rời khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những tên khác nhanh chóng xông vào đánh hội đồng, Niệm Băng đá văng bọn chúng. Tuy bị ăn đòn liên tục, vậy nhưng đám này lại không chịu bỏ cuộc. Niệm Băng đành phải tạo ra một trận địa băng đồng cứng bọn chúng. Vậy nhưng do tiêu hao quá nhiều ma pháp lực nên thể lực của hắn đang dần dần cạn kiệt. Tên đội trưởng xông lên chém ra một nhát kiếm khí. Niệm Băng xuất ra hàn băng chi chướng đón đỡ, hai luồng ma pháp va chạm nhau tạo ra một vụ địa chấn. Do ma pháp lực không còn nhiều mà tên kia lại cứ muốn chèn ép, vậy nên hắn đành phải lấy ra chính dương đao và thần lộ đao dung hợp với nhau, tạo thành một thanh kiếm chém về phía hắn. Tên đội trưởng không chịu thua, hắn ta liên tục thách thức. Niệm Băng đành xuất ra Long Vũ Tập Vũ và Long Hành Thiên Hạ. Một con rồng băng xuất hiện lao đến tấn công khiến hắn nằm xuống. Tới đây thì tên đội trưởng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vì nghĩ cách thoát thân nên hắn ta đã bắt nữ tử vô tội làm con tin. Niệm Băng tức giận lao tới giã cho hắn ta một trận. Nam chính không muốn đuổi cùng giết tận nên tha mạng cho tên đội trưởng. Ai ngờ hắn ta lại thừa cơ hội đánh lén. May mà có hai ông cháu nhắc nhở nên Niệm Băng đã kịp thời ngăn cản. Sau đó đóng băng tên kia thành cục thịt đông lạnh. Cuối cùng là lấy lại túi tiền mà bọn chúng đã bóc lột hai người, đưa trả lại cho họ. Làm xong chuyện, Niệm Băng lại tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn thì gặp ba tên ma sát sư nên tiến lại hỏi đường. Vậy nhưng ai ngờ bọn họ lại chủ động đáp xuống đất ngăn cản và cho biết con đường phía trước cấm thông hành. Niệm Băng đưa cho họ huy hiệu ma pháp sư rồi cho biết mình cần tới đế quốc Áo Lan để đưa thư. Bọn họ lục soát người hắn một lượt, ngoài bức thư thì không phát hiện điều gì khả nghi nên để hắn rời đi. Bên trên bức thư có phong ấn của băng nguyệt đế quốc. Gần đây chiến sự ngày càng cấp bách, các nước đều phái rất nhiều gián điệp nên bọn họ đang lo sợ về đế quốc băng nguyệt quyết định đầu quân cho kẻ địch. Sau một hồi bàn luận thì ba vị pháp sư kia quyết định đuổi theo về bắt Niệm Băng. Lấy lý do chấp hành nhiệm vụ canh chừng nên không thể để một người có thân phận không rõ ràng rời đi được. Xuất hiện ở khu vực biên giới trong thời gian đang có chiến tranh nên bọn lão càng không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Bọn họ yêu cầu hắn quay về quân doanh của bọn họ để kiểm tra. Niệm Băng lo sợ rằng nếu như thân phận của mình bị bại lộ, đến lúc đó sẽ khiến băng thần tháp chú ý thì phiền phức lắm. Hắn quay người định rời đi thì bọn họ chặn lại. Nam chính không còn cách nào khác là xuất ra băng phá vũ và hàn băng tỏa liền nhốt một người lại. Một tên khác cũng xông lên, không ngờ lão chính là ma võ sĩ. Niệm Băng cũng không ngần ngại dung hợp thần lộ đao và chính dương đao lại với nhau, tạo thành một thanh kiếm băng hòa cực đại, xông lên chiến đấu với đối thủ. Hai người chuyển sang đánh cận chiến, hai bên ăn miếng trả miếng liên tục. Nam chính dễ dàng cân hài, điều này làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Niệm Băng nhận ra hai lão già ma pháp sư kia có thể dung hợp thuộc tính ma pháp của đối thủ để tiến hành tấn công. Xem ra hôm nay bọn họ không dễ dàng để hắn đi rồi. Hắn lên tiếng cho biết ban nãy mình đã phối hợp với bọn họ để kiểm tra rồi. Bọn họ cũng đã nói là không có vấn đề gì mà bây giờ lại nuốt lời, đừng có mà đừng nước lấn tới. Vừa nói dứt câu thì vị ma pháp sư già nhất trong đám người xuất ra phong thuộc tính tấn công. Niệm Băng cũng xuất ra đơn sắc băng phong cầu cùng với đó là những mũi tên băng từ quyền trục ma pháp để ngăn chặn và đẩy lùi hai người còn lại. Vị ma pháp sư già tiếp tục xuất ra phong đao lao về phía Niệm Băng. Niệm Băng cũng nhanh tay xuất ra hỏa diễm thần để đối đầu với lão. Hai luồng ma pháp va chạm nhau nhưng phong hệ của lão ta đã bị đẩy lùi. Nhưng lão vẫn không chịu bỏ cuộc, lão tung ra ma pháp cấp 7 để đối đầu với hỏa diễm thần của Niệm Băng. Hai công kích chạm nhau phát nổ tạo thành một vụ địa chấn. Đánh đâm tới đây thì hai bên lại ngừng chiến. Vừa mới đáp xuống mặt đất thì có một đoàn kỵ binh đi tới báo cáo rằng toàn bộ đội kỵ sĩ của đế quốc băng nguyệt mà bọn họ theo dõi đều bị thương nên đang rút lui.
Bọn họ nghe xong liền quay sang hỏi Niệm Bằng có phải đã tấn công chúng không. Niệm Bằng thừa nhận mình và bọn chúng đều là người của Băng Nguyệt Đế Quốc, nhưng đám người kia lại đi bắt nạt người khác nên đã dạy cho chúng một bài học. Nghe những lời này, hai lão già kia lập tức lên tiếng khen ngợi cho rằng hắn là một thanh niên rất tiềm năng. Ở Đế Quốc Băng Nguyệt chỉ khiến hắn mai một đi thôi, cho nên lão muốn mời hắn gia nhập công hội ma pháp sư của Đế Quốc Áo Lan. Lão đưa cho Niệm Bằng một tấm thẻ lệnh bài, sau khi chiến tranh kết thúc thì hắn có thể cầm cái này đến công hội ma pháp sư Đế Quốc Áo Lan. Lão sẽ cho hắn đãi ngộ hậu hĩnh nhất. Niệm Bằng cảm ơn lòng tốt này, vậy nhưng hắn từ chối gia nhập công hội ở Đế Quốc Áo Lan. Lão ta tiếp tục yêu cầu Niệm Bằng đến Thành Lan Mộng ở một thời gian, đợi cho tới khi chiến tranh kết thúc rồi tính tiếp. Thành Lan Mộng nằm ở nơi hậu phương của thành Áo Lan. Không chỉ tương đối an toàn mà còn có học phủ chiến sĩ cao đẳng nhất của đế quốc và còn có học viện ma pháp nữa. Trong học viện Lan Mộng có vị ma đạo sĩ cao cường nhất Ngưỡng Quang Đại Lục, chuyên môn tu luyện ma pháp song hệ. Lão khuyên Niệm Bằng nên tìm ông ta để giải quyết vấn đề của mình. Niệm Bằng tiếp tục lên đường đi tới Thành Lan Mộng. Trên đường đi gặp được một tên thanh niên, biết Niệm Bằng muốn tiến vào học viện Lan Mộng nên hắn tự giới thiệu mình có quen với viện trưởng học viện, đồng thời ngỏ ý giúp hắn tiến vào học viện. Muốn vào được thì phải vượt qua một bài kiểm tra đơn giản, vậy nhưng phải mất chút phí giới thiệu. Hắn lấy phí là 1 kim tệ. Hắn ta đưa Niệm Bằng đến điểm khảo hạch của khoa nấu ăn của học viện Lan Mộng. Sau khi thu tiền phí giới thiệu xong thì tên kia đi tới quầy tiếp tân báo danh cho Niệm Bằng. Tiếp nhận các học viên kiểm tra là một nữ tử xinh đẹp. Nàng ta biết tên thanh niên này chuyên đi môi giới người đến đây để kiếm tiền. Những người được môi giới đến chẳng có năng lực gì, nên nàng ta cũng nghĩ rằng Niệm Bằng chẳng có tài cán gì. Nàng ta tỏ thái độ khó chịu, cho rằng hắn muốn đi đường tắt. Tưởng bỏ tiền ra là có thể tới học thì nàng gặp nhiều rồi. Nàng không chào đón những học viên như hắn. Niệm Bằng cho rằng không nên nhìn mặt mà bắt hình dòng. Nàng ta nghe xong liền phẫn nộ và phản bác. Học viện Lan Mộng đứng đầu trong các học viện ở Ngưỡng Quang Đại Lục. Triều sinh chỉ dựa vào thực lực chứ không trông mặt mà bắt hình dòng. Niệm Bằng thầm nghĩ, học viện Lan Mộng nổi tiếng như thế, vị ma đạo sĩ đứng đầu đại lục có thể thực sự biết được cách giải quyết băng hòa đồng nguyên, cho nên hắn nhất định phải vào được học viện. Thế là hắn hạ mình ngỏ ý xin nàng ta cho mình một cơ hội. Cô nàng cũng đồng ý, hai người đi vào nhà bếp. Nàng ta yêu cầu Niệm Bằng gọt vỏ khoai tây, vậy nhưng phải đảm bảo rằng khoai tây được giữ hình tròn. Nam chính cho tay dùng dao, chỉ trong 2 giây đã làm xong, nhưng nhiều đó cũng chưa đủ khiến cho nàng ta trầm trồ. Những thao tác hắn dùng chỉ là những cái cơ bản, vẫn chưa đủ khả năng để vào học. Nàng ta lấy ra một trái bí to khổng lồ rồi so tài đao pháp, hai người khắc hình hai bên của trái bí. Cứ nghĩ rằng cách Niệm Bằng sử dụng đao điều khắc như vậy sẽ khiến tác phẩm trông rất thô, vậy nhưng khi làm xong thì cô nàng lại không tin vào mắt mình. Tác phẩm hắn điều khắc vô cùng tinh xảo, không thể để mình thua mất mặt như vậy, cho nên nàng quyết định so tài lại một lần nữa. Nàng lấy ra một quả dưa chuột rồi bắt đầu trổ tài đao pháp. Cắt ruột riêng, vỏ riêng khiến Niệm Bằng cũng phải công nhận đao pháp nàng cực kỳ tốt. Kế tiếp là tới lượt nam chính. Hắn cắt dưa chuột thành những khối hình vuông, sau đó lại lấy ra ngũ đao, tiếp tục tạo hình những miếng dưa leo. Nàng ta khắc quả dưa chuột thành một bông hoa hồng. Niệm Bằng thì khắc thành những khối hình vuông thành 4 chữ, cẩm tự hử dũ. Chứng kiến tác phẩm này, nàng ta cũng bái phục. Chưa dừng ở đó, Niệm Bằng còn tiếp tục trổ tài nấu nướng. Vừa mới cho một miếng vào miệng, đã ngất ngây lòng người. Vừa mới ăn xong thì nàng ta liền dẫn Niệm Bằng vào trong học viện Lan Mộng, nấu nướng, đồ nộm, rau trộn, bánh ngọt, đồ bổ và đồ ăn vặt địa phương đều có thể học được tại khóa A. Vừa đi vừa nói chuyện thì biết nàng chính là giáo viên kỹ năng dùng dao của khóa này, đồng thời cũng là học viên 5 năm của khóa võ kỹ. Rất nhanh, đã tới trước phòng trưởng khóa. Vừa mới mở cửa bước vào thì nhìn thấy lão đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, thế là nàng ta vô cùng tức giận. Nghe cô nàng giới thiệu rằng hắn biết làm món cẩm tự hư dũ trong ngũ đại danh đào thì lão lập tức biết Niệm Bằng là đệ tử của cha cực. Ngoài lão cha cực đó ra thì e rằng chẳng có ai có thể dạy một đứa tầm 20 tuổi biết cẩm tự hư dũ cả. Lão già trước mắt cũng là một trong 5 đại danh đào, chỉ thua cha cực mà thôi. Ông ta còn có biệt danh là Đài Chu Tử, danh bất hư truyền trong truyền thuyết. Niệm Bằng liền cúi đầu cung kính và cho biết sư phụ đã qua đời rồi. Năm xưa cha cực đã bị kẻ thù phế đi 2 tay, cho nên hắn muốn Đài Chủ Tử cho mình biết danh tính kẻ đã làm chuyện đó. Tuy nhiên ông ta lại đưa ra một yêu cầu, đợi cho hắn nấu ăn thắng mình thì sẽ nói. Có lẽ là kẻ thù của cha cực quá mạnh, để đến khi hắn có đủ thực lực thì mới nói, cho nên đã dùng đến biện pháp câu giờ này. Vậy nhưng Niệm Bằng bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa và còn không thể ở lại đây quá lâu, bắt buộc phải chiến thắng thật sớm. Cho nên ngỏ ý muốn khiêu chiến với Đài Chủ ngay bây giờ.